Chúng tôi nghe. Dạ, xin cảm ơn ngân hàng. Thưa quý vị, đợt này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 21 với giá tiền đề nghị là 700.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận, đi tiếp. Mở 4 cặp nữa. Cặp số 4. Vâng, cặp số 4 là cặp ở vị trí lúc đầu tiên của anh Thông, đúng không? Yeah. Thử xem bí mật của cặp 04 ngay chỗ bạn Hồng Nguyệt là giá trị bao nhiêu tiền? 10 triệu đồng. Và bây giờ còn 3 cặp nữa. Cặp 16. Cặp 16, 25.000 đồng. Yeah. Còn 2 cặp nữa. Cặp 12. Cặp 12, mở. 4 triệu đồng thôi, không sợ. Tiếp tục, còn một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Anh thật cẩn thận trong chiếc cặp cuối cùng. Cặp 24. Kim Thành chuẩn bị. Kết quả giá tiền trong cặp 24 là 1.250.000 đồng. Ngay sau đây, ngân hàng sẽ chào giá. Chúng ta vẫn còn 3 dãy số 5 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Đây là 3 con số cần phải quan tâm, chú ý để giữ gìn. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 21 đợt này là 1.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Có cơ hội mở 3 cặp. Cặp số 3. Cặp số 3 sẵn sàng chuẩn bị và mở. 15 triệu đồng. Có nghĩa là 15 triệu đồng không phải nằm trong cặp 21, mà cặp 21 vẫn có khả năng là 25 triệu. Anh có thể nhờ chị Ánh Nguyệt và bé Ngọc Quỳnh chọn thử một cặp xem sao. Bé Quỳnh, số 6 thì ba. Số 6 thì ba. Anh đồng ý không ạ? Dạ. Đồng ý cặp số 6. Lê Hằng chuẩn bị. Cặp số 6 từ từ mở. 3 triệu đồng thôi. Yeah. Chúng ta tiếp tục, còn một cặp nữa thôi. Ngân hàng chào giá. Đó là cặp số mấy ạ? Cặp số 8. Minh Tâm chuẩn bị. Hồi nãy cặp số 7 là 100 triệu. Cặp số 8 là bao nhiêu chúng ta sẽ biết ngay sau đây. 10.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Chúng tôi chờ kết quả của ngân hàng. Vâng, xin cảm ơn. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 21 với giá trị là 1.700.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Mở 2 cặp nữa. Cặp 26. Vị trí 26, khán giả may mắn dự đoán. Em tên là Dương Vĩnh Phát, đang là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Vạn Xuân. Anh xin đoán cặp thứ 26 là 5 triệu đồng. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1.200.000 đồng. Cặp 26 mở. 25 triệu đồng. Rất tiếc không chính xác. Và bây giờ xin mời tiếp tục chọn một cặp nữa. Cặp 14. Xin mời vị trí số 14 của thí sinh dự đoán. Em tên là Thanh Hà, em dự đoán cặp số 14 là 250.000. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1 triệu đồng. Cặp số 14, bạn Thu Huyền chuẩn bị. Mở. 5 triệu đồng. Rất tiếc, liên tục hai con số lớn 25 triệu và 5 triệu đã ra đi. Wow,
ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Vì những con số lớn 25 triệu, 5 triệu mất đi, cho nên giai đoạn này ngân hàng gia đình chỉ có thể chào mua chiếc cặp số 21 là 400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Có cơ hội đúng một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Số 10. Cặp số 10, xin mời vị trí số 10 dự đoán. Em tên là Hoàng My, em dự đoán với cặp số 10 trị giá 1.500.000. Nếu Hoàng My đoán đúng, tiền thưởng dành cho My sẽ là 800.000 đồng. Cặp số 10 là giá trị bao nhiêu? 250.000 đồng. Thôi, chưa chính xác. Và bây giờ, ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp 21 là 450.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận, tùy tiết. Và có cơ hội chọn một cặp mở ra nữa thôi. Cặp số 13. Xin mời vị trí 13 dự đoán. Tên là Hữu Phương, xin đoán cặp số 13 là 1.500.000. Anh Phương thân mến, nếu anh đoán đúng, tiền thưởng dành cho anh sẽ là 600.000 đồng. Cặp 13 Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị mở. 2.500 đồng thôi. Yeah. Ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp 21 là 550.000 đồng. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Chọn một cặp. Cặp số 17. Vị trí 17 dự đoán. Tôi tên Trung Tiến, tôi xin dự đoán cặp số 17 là 1.500.000. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 400.000 đồng bạn Tiến nha. Cặp 17, chúng tôi xin mời Bích Tuyền chuẩn bị. 1.500.000 đồng. Chúc mừng bạn Tiến. Thưa quý vị, ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe. Dạ, xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 21 với giá tiền là 200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Hãy chọn một cặp nữa. 23. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời vị trí từ hàng ghế khán giả dự đoán cặp số 23 là giá trị bao nhiêu tiền. Những con số mà hiển thị trên màn hình là 20.000, 100.000 và 500.000. Mình tên Ma Trọng Ngân, xin đoán cặp 23 số tiền là 20.000. Mình tên là Đống Thị Thanh Nhàn, mình xin đoán cặp số 23 là 100.000. Nếu như đoán đúng, tiền thưởng dành cho phần dự đoán này là 500.000 đồng. Và bây giờ thử xem...